Xin chào các bạn, đầu tuần vui vẻ. Mỗi ngày tôi hưởng được một cái niềm đau. Cho thằng chút đỉnh nha. Cái tuổi mình á, sáng thức dậy mà thấy không đau đớn gì trong người á là thấy mừng lắm. Ây à, hôm nay lại có cái đau lạ lạ, chưa bao giờ cảm nhận được cái đau này. Nó đau ngay cái giữa cái lưng á, mà không phải nhức lưng mà nó đau giống như là cái một cái chỗ nó bị sưng hay sao đó. Mình sờ thấy không sưng mà coi cũng bị sưng nữa, mà không phải là nhức lưng mà cái kiểu mà đau thịt đó, đau cơ đó, rồi mình bóp bóp thì nó bớt đau, phải không? Cái này mình nhấn nhấn nó thấy nó đau đau mà nó kỳ kỳ, hay khổ thiệt, giống như là bị trong phổi nó bị sưng cái gì á. Rồi cái mình sáng nay mũi chảy rồng rồng rồng, sợ quá thôi đi có cái COVID test trong nhà đó, mình test trước cái chắc ăn trước khi qua thăm mẹ già. Tại trong nhà cũng có hai người bệnh rồi, mình cũng có gặp một lần, cũng như không có đứng gần nhưng mà chỉ gặp rồi vậy đó. Rồi sợ thì mình test thì may mắn quá không có bị có dính. Anyway, sao mà cái tuổi này có lúc thì nó nhức lưng, rồi mà nó nhức lưng cái kiểu mà bình thường thì không sao hết. You know, take it easy rồi massage rồi ngày hai ngày hết. Còn cái đau này nó lạ quá, kiểu như bị người ta chọi cục đá vô lưng vậy đó, rồi cái sưng vô đó vậy đó. Đau đau chịu không biết. Có nên đi bác sĩ không? Bác sĩ thì đây hẹn phiền quá trời rồi, mình gọi trước rồi này. Nó hỏi thăm này nọ rồi nó thấy không có gì hết thì thôi. Thường thì bác sĩ thấy người ta cũng như phàn nàn complain than thở quá, bác sĩ phải khám trước coi có gì nó mới cho vô. Rồi có nhiều cái đau lạ lạ mà hồi xưa mình hay coi tivi nó quảng cáo, nói khi nào mà mình cảm thấy cái chân mình giống như bị kiến nó bò lên ngứa, nó tê 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 ngứa 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 khó chịu, là tay chân nó bị tingling lọ nữa, mình nói đau gì ngọn gì. À, mình cũng có trải nghiệm qua cái vụ đó, tự nhiên ngồi cái tay nó tê 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 giống như bị cái điện giật, cũng như cái chân cái da đó nó bị cảm giác ngộ lắm, giống như là mình chà chà cái tay vô mà giống như bị lấy giấy nhám mà chà vậy đó, ngộ lắm. Cái từ tiểu đường mà nó ra mà có cái chứng bệnh đó, chứng đó, dị ứng đó. But anyway, tới cái tuổi này nó có nhiều cái đau lạ lắm. Giữa mùa hè Cali lúc này lạ lùng, sáng lúc nào cũng mây mịt mù, đến khoảng trưa cái đó nắng ấm lên. Nói thì nói chứ mấy năm trước mà giờ này nó nóng nực quá cũng khó chịu lắm. Mặc dù không có bị đổ mồ hôi giống như ở Việt Nam mà ẩm ướt đổ mồ hôi tích trịch này nọ rồi đó, nó chỉ có nóng. Nóng khô á. Nhưng mà năm nay thì lại ngộ, mát mẻ dễ sợ. Giữa mùa hè cũng sắp cuối hè rồi chứ, bữa nay là 25 tây tháng 7 rồi. Thường thường có nhiều trường tựu trường hồi đầu tháng 8 là đã tựu trường rồi, và độ từ khoảng một tuần sau khi tháng 8 cho đến giữa tháng 9 là bắt đầu trường học, tùy tùy district đó. Với lại college, mấy cái trường học đại học này họ rồi nó tùy học quarter hay là semester, nó tựu trường. Semester thì thường thường nó tựu trường khoảng giữa tháng 8, còn quarter thì tháng 9 nó mới tựu trường. Học quarter nhanh lắm, 2 tháng rưỡi là phải thi final là xong rồi, phải lên lớp khác. Con nó mới nói mình năm khóa tới này nó lấy được con lớp, mà mấy lớp kia nó ghi danh, nó đang gọi trong waiting list.
nghĩa là không có được ghi vào lớp đầy rồi đó. Bên đây có khổ cái đó đó, nhiều khi mà mình muốn ra trường đúng lúc mà không được, tại vì học thiếu lớp rồi cái cuối cùng phải chờ chờ rồi cái không có coi kỹ, đến lúc mà 4 năm cái vẫn còn thiếu 1 2 lớp rồi phải học, mặc dù nó cho mình mặc áo ra trường nhưng mà không không có được cái bằng phải học xong hết mấy cái lớp đó mới được. Mình cũng học lố, đâu có đúng 4 năm đâu, mình học tùm lum tà la, như cũng như 5 năm á mình mới xong 5 năm mà cái bằng xa 4 năm. Có còn nhiều người người ta đi làm đi học á, mỗi mỗi một khóa ta học được cái 1 lớp 2 lớp là cao, ta học cả 8 năm luôn cũng có cái bằng cấp, nhưng mà lúc đó già rồi. Dạ, có quen anh á, anh là thầy giáo Hồi giáo Việt Nam giỏi toán, ông dạy toán mà ông giỏi lắm. Ông học đi làm đi học tại vì lớn tuổi rồi, qua đây lớn tuổi rồi có con rồi đùng đề đi làm đi học vậy mà cũng ra được cái bằng cấp kỹ sư, cuối cùng đâu xin việc được. Lúc đó ra trường, mới ra trường mà là 40 mấy 50 tuổi trong khi đó thì học sinh nó ra ào ào 22 tuổi nó ra trường quá chừng quá đất. Ông xin đâu vượt việc, cuối cùng cứ phải giữ việc làm thắt nát sen thôi, làm là cuối cùng cũng nuôi con, đứa nào cũng thành công hết, đứa nào cũng như là ảnh có 4 đứa con, hết 3 đứa là nha sĩ, ủa nhật dược sĩ, một đứa thì học về IT. Lâu quá cũng không thấy gặp anh đã chơi, quen ở dưới San Diego lúc mình trong lính. Anyway mình ghé này giờ thăm vài tiếng coi, ráng giữ gìn cái lưng coi nó có phải hết không, không hết thì chắc phải đi đi bác sĩ các bạn. Thôi tạm chào nha. Đạo lưng của anh đấm bóp một chút thử coi nó bớt không. Ây da, phê nhưng mà không phê bằng có người đấm cho rồi. Ôi trời, đau 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 đau. Ngay cái chỗ đó nó đấm đau quá ta. Lúc này mẹ già khỏe, đi về đi, về Việt Nam đi chơi được rồi ta ơi. Sắp hết hè rồi, bán vé đâu. Anyway, cái cây này trong vườn chị á, có cái cây táo tàu này là mình thích nhất nè, ăn nó ngọt ngọt, mặc dù nó khô, nó không, nó ngọt ngọt giống như trái mận mà nó không có nước nhiều thôi. Trong vườn này chỉ có cái cây này là mình thích à, còn cái cây táo táo này thì nó ăn dở lắm, và cái cây cam này thì thôi khỏi nói đi, khỏi khỏi ăn được, nó chua lè. Ngoài đó ra thì có cây ổi này chắc vì sao ông anh rể ông nhổ mỏ bỏ nó đi cho rồi, nó không lớn nổi, trồng mấy năm rồi nó không có trái nổi, đến mùa đông cái nó chịu không nổi, ông đốn hết mấy cái cây ngoài sau đây luôn. Sau nhà bà chị có mấy cái cây xương rồng này mà mấy năm rồi mình tưởng là toàn là thanh long không á, chứ ai ngờ đâu phải đâu, xương rồng. Thấy nó lên cái bông rồi, bà đấy chị bà lên vô ở chân này thôi à, bông héo rồi nè. Bữa nay về là mình nhớ lại hồi xưa, hồi xưa hồi thời không biết trước 75 hay sau 75, hình như trước 75 thì phải, ở cái vùng Quang Trung Hóc Môn gì đó. Mình nhớ hồi đó mình ở đó học, vào được lớp 6, lớp 7 học. Có cái phong trào gì mà bị người ta sợ con ma cà rồng. Trời ơi, nó lan truyền nguyên cái xóm, nguyên cái làng đó. Ai cũng sợ hết, người ta đi mua cái xương rồng treo ở trước nhà. Mấy sợ nói ma cà rồng ăn, cứt người gì đó không nhớ nữa. Đi sợ đem này vô. Công nhận Việt Nam mình tin nhiều cái quái lạ.
Yeah, nhớ nhớ cái phòng trào đó, người ta ta nói ta đi ai cũng đi kiếm sừng rồng mà mua, nhớ vậy. Rồi cái có cái phong trào như là như sau 75 thì người ta nuôi chứ chim cút. À, mua chim cút quá chừng luôn, đẻ trứng rồi ấp ra bán. Này giờ đang tập thể dục thể thao nè, ngày nào cũng đến đây giữ mà già chừng 3-4 tiếng ngày. Oh my god. Cái này hơn 30 năm trời. Ngày xưa là mình trong quân trường, vừa ra lính thì có cái ba lô gọi là cái si bé, cái nó nặng lắm. Xong rồi nó design cái này là nó vừa khít luôn á, cột vô đây quấn lại, nó có cái dây nịt nữa mà mắc chắc mắc rồi, là mình đi travel là mình thấy nó lên đây là mình đẩy nó đi. Mà mình xài cái này cũng tiện lắm, có vali này của ngày xưa. À, giờ nó còn nằm ở đây thôi, lâu quá. Tuấn Marie không biết có nhìn nhận ra cái này không, hơn 30 năm đó, 1982 83. Ui, bao nhiêu năm rồi, 30 năm rồi. Wow, mấy unbelievable. Dạ, để hôm nào mà biết mình còn cái hình nào mà có mình kéo cái này không ta. Cái si bác mấy các bạn biết cái bao có lính, ba lô có lính mà đựng quần áo á, chứ không phải cái ba lô quân trường, cái ba lô là to, thiệt là to luôn. Anyway, bất ngờ nhìn lại kỹ vật. Giờ mình đi mua lên cho thằng con trai. Lúc nãy ghé vô cái tiệm Target này nè, mình có ý định mua phải vài món đồ, nhưng mà cứ đẩy xe đi vòng vòng vòng, vòng kiếm không ra, mà kiếm cái thì mình không vừa lòng. Ấy, mất thì giờ không biết tại sao nữa, bây giờ mình làm biếng đi shopping ba cái đồ lặt vặt quá à. Cho bởi vậy nên tối ngày cứ đút đầu lên Amazon, cứ mua đặt hàng trên đó không à, đặt xong cái một ngày sau nó gửi về lẹ. Nhưng mà có một cái nhiều khi mình đặt hàng á, mình tưởng là cái đồ nó nhìn đẹp lắm trên hình á, đến lúc mà nó gửi về thì là mình không vừa lòng, rồi mua ba cái đồ rẻ rồi đó, bạc như là 5 đồng, 7 đồng, 8 đồng gì đó, mà phải trả lại thì phiền quá cho nên cứ bỏ. Anyway, dạ, sao tự nhiên bây giờ mấy cái đồ lặt vặt nó không có bán đủ như là đủ hàng á, nó bán không có đắt á, cho nên cứ ba cái hàng nó ế, nó không có mua hàng nhiều. Giờ về cho con nó ăn. Trời nắng quá ha, nhưng mà không có nắng nắng nóng, ấm lắm. Đang suy lư không biết có nên chạy vô mua mấy cái hộp vịt lộn về ăn không, mà thấy tự nhiên không thèm một vịt lộn. Trên cái chỗ này khoảng 100 mét nữa nó có cái hãng bán trứng của người Philippines á, mà họ thì có bán trứng vịt, trứng gà, trứng cút. Hồi xưa mình nhớ thì có bán trứng đà điểu nữa, bây giờ thì họ lâu lâu họ có bán trứng âm ngày nào lúc nào cũng có bán trứng vịt lộn hết á, người Việt và người Phi ăn. Bây giờ tự nhiên mình không có cảm hứng ăn, thôi mình ghé vô trong đây mua tờ vé số đi. Tờ vé số đang cao quá trời, lại gần 800 triệu chứ quên. À, cái cây xăng này mình hay ghé bên đây, hoặc là ghé cây xăng bên đây đường. Thường thường vé số nó bán ở cây xăng hoặc là tiệm rượu hoặc là chợ đây nọ đó đó. Đây, ghé vào cây xăng này
Xăng bữa nay xuống được chút đỉnh rồi ha, 5 đồng mấy. Bữa hôm tuần rồi mình đi đổ 6 đồng mấy đó. Cái hãng bán trứng vịt là cái hãng ngoài sau này nè, ngoài trước này chứ. Bây giờ rất nhiều người họ không có đeo khẩu trang khi mà vô trong chợ hay vô trong tiệm gì, tại bên đây giờ nó không còn bắt buộc nữa đó. Nhưng mà mình vẫn đeo à, mình không có muốn bị bệnh. Dù bây giờ cái bệnh COVID-19 nó rất là nhẹ, nó bị cảm nhẹ nhẹ thôi à. Có nhiều kỳ thì đau cổ, ho chút đỉnh, 5-6 ngày cái hết. Mình thì mình cũng không thích đâu, bệnh là không thích, nhức đầu, đau cổ rồi gì một ngày cũng không thích nữa. Cho nên thôi mình cứ đeo. Theo cái thói quen rồi, mai mốt mà hết dịch rồi cũng đeo mùa đông, sợ ba cái cảm cúm này cũng ghê lắm. Bệnh cái là mất mấy ngày trời, cái thân đã ăn uống khó rồi, bây giờ mà bị bệnh nữa thôi khổ. Da có lần bệnh không chứ không thích. No like. Trên con đường mình hay đi bộ này các bạn, đường về nhà. Đúng là đường về nhà anh vắng tanh. Anyway, thôi mình tạm chào các bạn ơi. Chiều nay mát mẻ ra nướng gà ăn cơm tối. Thôi xin chào. Xin chào buổi chiều. Một ngày như mọi ngày. Không có chuyện gì xảy ra thì mình thấy vui rồi. Yeah. Bây giờ thì sáng nay qua thăm mẹ già vài tiếng cho chị đi chợ. Xong rồi mình đi mua thức ăn cho thằng con. Mà sáng nay mình đau lưng dễ sợ luôn. Cái về mình không muốn uống thuốc. Mình chỉ lấy dằn đá trên lưng và mình giảng tập thể dục, đạp chiếc xe đạp ở trong nhà đó. Rồi bây giờ mình thấy khỏe lại rồi. Giờ mình đang nướng mấy cái miếng gà. Nướng 6 cái đùi gà ăn cơm. Mình có một ổ bánh mì mới và mình sẽ luộc lên broccoli là làm rau. Hai cha con sẽ ăn tối nay. Buổi chiều đơn giản. Đứng đây đang ngắm cái ớt của mình thấy rất là vui luôn á. Cái này là lần đầu tiên mình trồng từ cái, những cái gì từ cái hột luôn. Ra cho trái ớt rất là đẹp luôn. Chưa có chín. Quá trời ớt luôn. Thằng cháu nó nói là cái này là của thằng cháu nó trồng năm ngoái. Mình qua nhà nó thấy nó cây ớt của nó quá chừng trái ấy, mình hái vài trái về ăn. Nhưng mà cuối cùng nó nói cay ấy, mình không dám ăn. Cái đến năm nay tự nhiên hồi tháng 2 mình gieo nó, gieo cái hột, từ cái hột. Tới bây giờ nó được ra trái mình thấy thích dễ sợ luôn. Đúng là một cái thú vui tuổi già. Trồng ớt quá trời trời. Rồi cái ngẫu hứng mình trồng thêm cái loại ớt khác, mà cái loại này nó bị sao nó, mình thấy nó héo héo, nó chẳng biết bị cái gì nữa. Hôm nay định đi mua trứng vịt lộn ăn, mà thôi để mai mốt gì đi cắt bớt cho nó ra thêm hả. Anyway, đây là lần đầu tiên mình trồng những cái cây mà nó từ hạt nó ra thành trái luôn á. Ngày xưa sau 75 mình có trồng rau lang và rau muống và cái gì quên mất, tự nhiên quên mất ta. Đây ngồi nhớ lại cái tuổi già này hay quên. Trời ơi, một ngày mà mình không có quên, mình chắc chừng 10 năm nữa là chắc mình bị coi như là lẩm cẩm lãng trí thiệt á. Nhớ quên đầu quên cái bài khoai mì, trời đất ơi. Dạ, nhớ hồi lúc sau 75 cái mình thấy người ta học nguyên một cái khoai mì chặt ra chặt từng khúc, thì một cây đó mình nhổ lên đó, cái
cũng được 5-6 cây vậy đấy, một khúc dài nè, cái mình ghim xuống trồng nó từ cái cây đó ra cũ luôn là cái cái kinh nghiệm trồng cây của mình là chỉ có vậy thôi. À, bây giờ mình trồng cái ớt từng hạt mà nó ra thành trái, mình thấy thấy nó vui vui. Mà nhất là cái cây ớt này nó ra quá là sai trái luôn. Cả một cái cây này mình nhìn bây giờ hiện tại là khoảng 40 trái ớt mà bông nó quá chừng luôn. Mình nghĩ nếu như một mùa này thì cũng hơn cả 100 trái ớt á. Mình sẽ phải tranh thủ học cách ngâm giấm, tại mình trồng rất nhiều cây luôn. 1, 2, 3, 5, 6 cây ớt vậy luôn, cũng vui vui. Cái gà mình nướng kiểu này mình không có để thẳng lên đây sợ nó sẽ bị khét á. Mình sẽ ướp thì là ướp dầu hào, nước mắm, một tí xíu đường và tỏi vậy thôi. Tiêu tỏi thì cái mùi vị nó thích lắm. Mình người Việt Nam thì hay bỏ thêm cái mùi ớt sa tế vô nữa, mình thấy cũng ok, nhưng mà thấy nó mình cái mùi sa tế nó hửi thì thơm nhưng mà ăn sao nó không có ngon. Mình thấy ok, bây giờ mình sẽ úp nó lại cái này cho nó chín, xong khi mà than nó nguội bớt đó, thì mình sẽ để cho nó bị khét ăn thơm không. Ở đây là một cái loại ớt khác nữa nè. Mình sẽ chụp hình mỗi ngày mình ra mình chụp một cái hình thì mình sẽ thấy cái ớt nó từ từ nó lớn lên. Cây này nó nhỏ xíu mà không, cũng có trái rồi, gieo cùng lúc với cái cây này đó, nhưng mà nó thì lại nhỏ xíu à, tại vì cái chậu nhỏ chắc. Anyway, giờ mình úp nó lại đây, chừng vài phút nữa các bạn sẽ nhìn thấy rất là thơm ngon. Oh yeah. Bây giờ thì than nó nguội bớt rồi, mình mới nướng cái kiểu này. Lúc nãy than nó rất là nóng cho nên mình nướng kiểu này là nó sẽ bị khét ra ngoài á. Bây giờ thì mình có thể nướng từ từ nó sẽ chín. Oh yeah, vài phút thôi mà nó thơm phức luôn. Bên trong nó chưa có chín hẳn lắm, nhưng mà mình muốn cho nó đừng có khét. Nghĩa là nó vừa khét như vậy nè, ok. Khét đen như vậy thì khét không, cái giữa này thì không được. Vừa đen như vậy, vừa vàng vàng á, thì ăn ngon. Yeah. Mình thích ăn cái này với một cái tô cơm trắng, nhưng mà mình thì lại kiêng ăn nên mình không ăn cơm. Chắc không, cũng không ăn bánh mì luôn, còn con ăn bánh mì thôi, mình ăn này với rau luộc. Nhiều khi ăn thấy chán nhưng mà thấy ráng chịu thôi. Nói thật ra ăn kiểu như vậy đó nó hay bị táo bón lắm, tại không có cái carbohydrate với lại hay là fiber đó, nhiều khi táo bón. Lâu lâu buổi sáng mình ăn oatmeal để mình cân bằng nó lại. Giờ cơm tới rồi, giờ cơm tới rồi, yeah. Mình đội nón này không phải là try to be cool, nhưng mà cái tóc mình nó bù xù quá, bữa nào phải đi cắt tóc. Như nãy mình nói á, mình sẽ ăn tối hôm nay với lại gà, cái ba cái đùi gà và cái rau luộc, broccoli luộc. Cái ổ bánh mì này là mình sẽ chút nữa mình sẽ nướng lại cho thằng nhóc nó ăn. Lúc sáng mua nó còn giòn lắm, thơm lắm, mà mình thề nhóc mình chỉ hết nổi. Hai ổ không phải mua nữa mà chỉ mua về trừ lò nó mới ra đó. Rồi mình rờ vô nó còn giòn giòn nóng thở chịu không nổi, ăn không luôn. Sức nguyên ổ này buổi trưa rồi, cho nên là mình ăn cái carbohydrate, cái tinh bột quá nhiều rồi. Bữa nay tối nay mình không dám ăn tinh bột nữa. Bữa nay vậy, để mình cái bánh mì đó mình sẽ nướng cho con ăn. Bây giờ mình thì ăn nói gì nói chứ mình ướp những cái loại ướp á, mình chỉ dám thiết là nước mắm, dầu hào, tỏi, hành, tiêu, một chí xíu đường, đã xếp. Còn mấy cái
Cái kia mình thử rồi, mình không thích làm sao. Teriyaki sauce rồi. Xì dầu rồi gì. Không biết mình nấu ướp làm sao chứ mà chỉ có gì có không có cái kiểu này là mình thích nhất nè. Giờ mình ăn thử nha. Nó thơm. Nó thơm. Nếu như mình có con gà mái tươi chắc mình ướp kiểu này thôi chịu hết nổi. Nói đúng ra là ngon gà mái tươi mình chỉ ướp muối muối tiêu thôi mình nướng thôi là mình thấy ngon rồi. Ngon, nó vừa mặn, không có mặn lắm mà mình bỏ tí xíu đường cho nó offset cái mặn, một cái chất dầu hào tuyệt vời. Mà nướng như vậy mình ăn phải ăn liền như vậy để qua ngày hôm sau mình hâm lại nó cái sao đó. Nghĩa là ăn ok nhưng mà nói về cái độ ngon thì thôi quá dữ, nó không còn ngon nữa. Giống như bánh mì. Bánh mì vừa ra lò là thôi ngon nhất. Dù có nướng lại hay là gì nó cũng ok nhưng mà nói bánh mì vừa ra lò là hết sảy. Anyway mình thấy vui vẻ chút đỉnh hôm nay, hết đau lưng, uống tí rượu rượu vang. Nhưng mà mình bỏ nước đá tại bữa nay nóng, thường thường mình uống rượu vang không có bỏ đá. Với lại cho nó loãng lên tí xíu. Tốt cho đường tiêu hóa. Ok, bây giờ tới rau luộc của mình đây, broccoli. Lý do mình chỉ luộc thôi á, nó dễ ăn và nó cũng dễ nấu. Ngày xưa mình bị cái gì ta? Mình bị gout. Bị gout là cái bệnh Việt Nam mình gọi là gì ta? Bị gút. Rượu, bia, thịt bò, phèo phổi, rồi lung tung bang ăn riết. Tự nhiên nó khoảng 10 năm về trước, nó nhức. Nó bị một lần nó nhức, tự nhiên nhức cái chân quá trời nhức, chịu không nổi luôn, đi không nổi được luôn. Cái phải đi bác sĩ nói, mày bị gout. Giờ chỉ cần lên Google mình tìm hiểu đi, mà biết sẽ phải cần phải làm gì. Ông nói em sẽ cho thuốc uống sẽ bớt đau, nhưng mà cần thiết là phải kiêng ăn mấy cái thịt bò và những cái như là thịt ruột á, gọi là organ meat. Rồi từ đó rồi cái mình phải ăn, tự nhiên đau quá chịu không nổi. Bác sĩ nói tự nhiên về tức quá, cả ngày ăn rau luộc, rau sống, rau luộc, rau sống, salad. Rồi lúc đó thì mình chưa có bị bệnh tiểu đường, rồi ăn bánh mì này nọ thôi. Cái mình đi làm thì có một cái cô người Ấn Độ làm chung cũng dễ thương. Tự nhiên lạc đề. Nhiều cô Ấn Độ mà không có da đen lắm á, mày đang ngủ cao nhìn đẹp lắm. Anyway, cô ta làm cũng hàng ngày làm việc chung á. Cô ta mới được vào thì mình là chính là người training cô ta, dạy cô ta cách làm. Anyway, cô ta là người ăn gọi là ăn chay trường á. Thì rồi mỗi ngày gặp nhau nói chuyện, cuối cùng cũng đem cái chuyện mình ra nói.
nói là bị thì bác sĩ kêu phải kiêng ăn ăn rau nhiều một chút. Giờ nó ăn rau bụng mà sao nó xót ruột mà nó khó chịu quá, ăn rồi nhớ ngán mất trời luôn. Cái cô ta nói như vậy nè, ăn rau á đừng có nuốt liền, cũng như là nhai nhai nuốt liền, phải nhai nhơi cho cái chất nước miếng nó ra rồi mình mới hưởng thụ cái chất ngọt của rau sống và cái này nọ rồi đó, rồi lúc đó thì mới enjoy cái đó được. Mà công nhận về mình làm thấy cũng đúng thiệt, như cái rau luộc này không có gì hết, không có muối không gì hết, nhất là ăn sống cứ nhơi tự nhiên cái nó ra cái chất ngọt chất gì đó, thì lúc đó thì mình mới hưởng thụ được cái chất. Cô ta nói cũng đúng, cái chuyên nghiệp mà cô suốt ngày suốt cả đời cô ta ăn rồi ăn sống không à, ăn rau không. Có nhiều người Ấn Độ họ ăn trứng được, ăn cá được và ăn rau chứ họ không ăn thịt. Còn nhiều người thì ăn tuyệt là không có ăn gì hết, chỉ có rau thôi, rau với lại gạo. Con gà Việt Nam mà tươi mà mình nấu, mình nướng kiểu này thôi chắc nó ngon trọng tưởng. Giờ hấp cái canh. Hơi chịu thua. Anyway, coi tưởng tượng như uống nước trà đi. Khổ ha. Nhớ ngày xưa. Tại mình nhớ lại là tại vì cái lúc mình tự nhiên khoảng 10 giờ 11 giờ cái tự nhiên cái bụng nó sát ruột á, muốn chạy xuống ăn cái gì đó, nhưng mà mình cứ nói thôi không được, không nên. Nhưng mà nghĩ ở đó trời ơi, cứ tối lúc nào ăn lúc đó, nửa đêm nửa kia đó bụng chạy xuống luộc mì gói bỏ trứng vô này nọ rồi ha, giống kiểu như coi phim Việt Nam vậy đó, luộc cái mì hào hào vậy đó. Nhưng mà đây mình lúc đó không có cái mì hào hào, có cái mì kung fu gì ở bên đây nữa. Mình luộc lên đập cái trứng vô ngồi ăn húp tới cho đã xong đi ăn ngủ, lúc đó cái bụng nó ấm rồi ngủ đã. Bây giờ thì không, sau 8 giờ tối là mình không dám ăn, trừ khi nào mà chịu không nổi, đến nói mình cũng không được luôn á, thì phải xuống kiếm cái gì ăn chút đỉnh rồi phải đánh răng lại rồi đi ngủ, chứ thôi không có dám. Anyway, nguyên cái đùi gà nè, thumbnail đây. Thumbnail đó bỏ lên là triệu view luôn. Dinner của mình thấy hơi chán nhưng mà cũng chịu thôi. Chắc phải hẹn bác sĩ đi khám lại, đo máu này nọ, coi cái lúc cái tình hình chất mỡ, chất đường nó ra làm sao. Chất đường mình đo hàng ngày thì mình cũng biết rồi. Mình là cũng bị tiểu đường nhưng mà mới thôi. không kiêng cử, không ngưng ăn nữa, là coi như nó tiến lên tới cứ mỗi ngày, bây giờ đo mỗi buổi sáng là khoảng chừng 140 milligram đi gì đó quên mất rồi, cái unit của nó. Thì nói tóm lại là
Không có bị tiểu đường đó là sáng sớm thức dậy không ăn uống gì đó, đo là khoảng từ 90 cho đến khoảng 100. Bị tiểu đường là nó dính vô khoảng 140. Mình thì khoảng 140 đến 150. Lâu lâu nó có lên tới khoảng 190 rồi 200 gì đó, là tại vì ăn uống bừa bãi quá ngày trước ấy. Nhưng mà nói trung bình thì khoảng 140, 145 thì coi như bị bệnh rồi, nhưng mà chưa có đến nỗi cao lắm. Cái này về cũng phải cắn giữ gìn sức khỏe chứ, để nó cao quá rồi đến lúc đó không có, nghĩa là bị bệnh tiểu đường nó không có trở ngược lại được, nó bị cứ là nó lên tới mức coi như là level chơi game, nó lên level rồi nó lên tới cái level đột cao quá là thôi ngủm. Cheers broccoli. Bye bye. Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ nha. Bye bye. Bye bye.